thì nét cá tính đầu tiên của những người này đó là tính tình thích hoạt động, thích cuộc sống có sự thay đổi cũng như thích những sự di chuyển. Do đó, người sinh vào giờ Mão không phải là mẫu người trong gia đình, họ là mẫu người ở ngoài xã hội, là mẫu người như ông bà chúng ta thường hay ví von là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tòng, việc nhà thì nhác mà việc chú bác thì riêng. Từ đó, nếu như người phụ nữ mà có người chồng sinh vào giờ Mão, thân cư thiên di, chúng ta đừng mong cuối tuần các ông sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ, làm vườn, cũng đừng có buồn với những bữa cơm lạnh, canh nguội, bởi vì những người thân cư thiên di này thường phải hội họp, phải giao lưu, phải tiếp khách. Và ngược lại, nếu như người vợ sinh vào giờ Mão, thân cư thiên di, thì những ông chồng trước khi cưới hỏi cũng nên lo học cách nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo con cái. Bởi vì những người đàn bà thân cư thiên di sinh vào giờ Mão cũng là mẫu người ngoài xã hội, họ thích cuộc sống bên ngoài hơn là cuộc sống gia đình. Những sinh hoạt bên ngoài mang đến cho họ nhiều niềm vui, sự thích thú hơn là những việc của một người đàn bà phải làm cho chính bản thân họ, cho chồng, cho con bên trong gia đình. Bởi vậy, những người sinh giờ Mão không chịu được cảnh sống lẻ loi, đơn chiết, vì họ là con người của đám đông, của bạn bè, của hội hè, đình đám.